Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Pháp quyền xã hội chủ nghĩa tắt tử và nhà nước công an trị lên ngôi. Ngày 10 tháng 6, blog Hoàng Trường trên VOA Tiếng Việt có bài bình luận nhìn lại những xáo trộm trên thượng tầng Ba Đình, Việt Nam sẽ đi về đâu. Tác giả cho biết, ngày 6 tháng 6, khi Quốc hội bấm nút chấp thuận tướng Quang vào ghế Bộ trưởng Công an, cũng là lúc Tô Lâm cho C03 ra tuyên bố. Chấm dứt điều tra giai đoạn 2, vụ án hình sự Vạn Thịnh Phát. Vậy là Lê Minh Hưng, tân trưởng ban tổ chức trung ương, cựu thống đốc ngân hàng nhà nước có khả năng sẽ thoát nạn. Tác giả bình luận, ngay khi người của Tô Lâm ấm ghế ở trung ương để hy vọng vào bộ chính trị nay mai, thì lập tức Lê Minh Hưng gần như khỏi lo bị điều tra ngược. Theo tác giả, Lương Tâm Quang và Nguyễn Duy Ngọc đã không gom đủ phiếu tại hội nghị trung ương chính. Tô Đại Tướng đành quyền biến, đôi một bước, tiến hai bước, khá ngoạn mục. Ngày 3 tháng 6, Nguyễn Duy Ngọc nhận ghế chánh văn phòng trung ương đảng ngày 6 tháng 6, Thượng tướng Lương Tâm Quang vào ghế Bộ trưởng Công an. Và đây là hình bài trên blog Hoàng Trường VOA. Tác giả nhận xét, cuộc ngã giá của tân chủ tịch nước đã buộc Trung ương và Bộ Chính trị phải chấp thuận cho các thủ tục của ông gác cửa ở Trung ương đảng và thay ông trong coi Bộ Công an. Đối với tân chủ tịch nước, đây là thành công bước đầu ngoạn mục. Mặc dầu để cài tiếp hai đệ tử của mình leo tiếp trên các nấc thang quyền lực vẫn còn là một tương lai bất định bởi việc bố trí cho hai đệ tử này ngay từ đầu là các điều kiện tiên quyết để tô lâm chấp nhận rời bộ công an sang ngồi vào ghế chủ tịch nước tác giả dẫn đánh giá của giới bình luận quốc tế cho rằng đây thực chất là một cuộc chính biến hoàn hảo tô đại tướng đã hành động tréo ngoe so với hiến pháp cũng như đạn chế xưa này nhưng với tả phù hữu bậc với thế chẻ tre trên bàn cờ chính trị ba đình tô lâm đã xây thành đắp lũy thành công tác giả tiếp tục dẫn câu hỏi mà giới quan sát chính trị Hà Nội đặt ra rằng nếu một khi có cái chết trên chấm phạt đền, Tô Lâm có đủ quyền bính để gợp Chủ tịch nước với Tổng bí thư là một hay không? Tác giả dẫn bài viết của nhà báo Huy Đức trước khi bị bắt, mô tả về cái chết của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Huy Đức có ý đổ trách nhiệm cho tổng trọng trong việc lấn ác bộ máy quản trị bên chính phủ chỉ tập trung gia cố hệ thống các bang bên đảng và đây là hình Tô Lâm, người đang làm chủ cuộc chơi quyền lực chống cung đình. Thật ra, cuộc tranh giành lúc ngắm ngầm, lúc công khai giữa cung vua, tổng bí thư và phụ chúa, thủ tướng ở Ba Đình có lẽ là một trong những chương đen tối của lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam. Tác giả cho biết thêm, trong một nghiên cứu được trao giải quốc tế từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, IC của Singapore, các học giả về Việt Nam đã tuyên đoán về sự tắc tử của hệ thống phát quyền xã hội chủ nghĩa và sự lên ngôi của chế độ độc tài công an trị theo đó, có một số kịch bản phát triển khả dĩ cho Hà Nội như sau. Thứ nhất, đảng tiếp tục theo con đường hiện tại, từ chối thực hiện các cải cách chính trị và quản trị triệt để hơn, tránh xa thực hành đa nguyên chính trị. Trong trường hợp này, tham nhũng có thể sẽ trở nên lan tràn và gây tổn hại nghiêm trọng hơn, các phe phái cùng các nhóm lợi ích sẽ gây thêm nhiều tổn hại hơn nữa. Một sự phát triển như vậy sẽ dẫn đến sự mất hoàn toàn tính hợp pháp của Đảng Cộng sản. Thứ hai, đảng bám giữ chế độ đảng trị duy nhất, bằng mọi giá và chỉ thực hiện các cải cách phi chính trị. Trong tình huống ấy, thời gian trước khi mất tính hợp pháp có thể kéo dài, và Việt Nam sẽ trở thành một loại hình nhà nước cảnh sát toàn trị. Thứ ba, Việt Nam tiến tới đa nguyên chính trị mà không có bất kỳ cải cách toàn diện nào. Trong trường hợp ấy, sự phát triển của Việt Nam sẽ càng khó dự đoán hơn và sẽ gặp nhiều hỗn loạn và bất định phía trước. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin pháp quyền xã hội chủ nghĩa tắt tử và nhà nước công an trị lên ngôi xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới kim vũ xin kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin vấn nạn kết hôn giả để đổi lấy quốc tịch và kết hôn với người nước ngoài để thoát nghèo của người Việt. Ngày 9 tháng 6, BBC tiếng Việt cho hay, nhức nhối nạn kết hôn giả, mua vợ Việt Nam. Theo đó từ cuối năm 2023 đến nay, quốc tịch Việt Nam nhiều lần được nêu trong những vụ kết hôn giả để lấy thẻ nhập cư hoặc được mời chào như một quốc gia mà đàn ông ngoại quốc có thể bỏ tiền mua vợ. BBC dẫn thông báo của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Singapore ngày 7 tháng 6 cho biết 6 phụ nữ Việt Nam và 7 đàn ông Singapore tuổi từ 22 đến 32 đã bị bắt giữ với cáo buộc kết hôn giả. Trong số những người đàn ông Singapore bị bắt, 4 người được cho là đã nhận từ 8.000 đến 18.000 đô xin, khoảng 150 triệu đến 340 triệu đồng để tham gia vào các cuộc hôn nhân giả. Tại Singapore, người bị kết tội hôn nhân giả có thể bị phạt tiền lên đến 10.000 đô Singapore, gần 190 triệu đồng, hoặc bị phạt tù lên đến 10 năm. BBC cho biết, một số quốc gia như Mỹ, Úc, Hàn Quốc đã ghi nhận những trường hợp công dân Việt Nam kết hôn giả để đổi lấy quốc tịch. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. BBC dẫn trang thống kê quốc gia Hàn Quốc vào tháng 3 năm 2024 cho biết, có một làn sóng phụ nữ Việt ly hôn với đàn ông Hàn Quốc sau khi nhập tịch để tái hôn với đàn ông Việt Nam. Thống kê này làm dấy lên lo ngại rằng, một số phụ nữ Việt Nam có thể muốn kết hôn với đàn ông Hàn Quốc chỉ để có được quốc tịch. Còn tại Mỹ, BBC cũng cho biết, năm 2022, một tòa án đã kết án 10 năm tù đối với bà Esley Yến Nguyễn vì cầm đầu một trong những đường dây kết hôn giả lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Chính quyền liên bang cho biết, bản thân bà Yến Nguyễn đã nhập cảnh vào Mỹ thông qua một cuộc hôn nhân giả, sau đó đã tổ chức hơn 500 cuộc hôn nhân giả và thu về số tiền hơn 15 triệu đô la từ hoạt động này để kiếm vợ hoặc chồng là người Mỹ người Việt Nam trả từ 50.000 đến 70.000 đô la, trong khi mỗi công dân Mỹ tham gia kết hôn giả được hứa trả góp từ 15.000 đến 20.000 đô la, nhưng hiếm khi được nhận toàn bộ số tiền. Bên cạnh đó, BBC dẫn một tạp chí ở Ấn Độ ngày 6 tháng 6 đăng một bài giới thiệu các trang web chứa thông tin về những phụ nữ Việt Nam đang quảng cáo về bản thân để tìm chồng nước ngoài. Theo bài viết này, đàn ông Ấn Độ cần chuẩn bị 16.000 đô la để kiếm được vợ Việt và kèm theo chi phí chi tiết. Và đây là hình kết hôn với người nước ngoài, được xem là giải pháp thoát nghèo của nhiều cô dâu Việt. Tạp chí của Ấn Độ khuyên rằng, nếu bạn muốn mua một người vợ từ Việt Nam, bạn cần cân nhắc cẩn thận những ưu điểm, nhược điểm của việc đi đến hôn nhân với các cô gái bản địa. Theo BBC, nhiều người gặp khó khăn để kết hôn với phụ nữ địa phương vì tuổi tác, ngoại hình hay thu nhập nên tìm vợ trẻ đẹp ở những nước lân cận và phụ nữ Việt Nam là sự lựa chọn, vì học vấn không quá cao, cũng không yêu cầu quá nhiều. Chỉ cần bỏ ra số tiền 10.000 đô xin, một người đàn ông Singapore được cam kết sẽ lấy được vợ Việt. Trong quá trình gặp được đối tượng ưng ý, họ phải trả thêm 4.000 đô xin, khoảng 75 triệu đồng cho mỗi tour sang Việt Nam kén vợ ngắn ngày. Đầu tiên, mỗi vị khách sẽ được gặp 30 cô gái. Họ thích cô nào thì giữ lại, không thích cô nào thì để cô đó đi. Đơn giản vậy thôi. Mark Linh, chủ cơ sở mai mối True Love Việt Nam nói với BBC. BBC tiếp tục dẫn thống kê của một công an Việt Nam. Từ năm 2008 đến năm 2018, cho thấy mỗi năm có khoảng 18.000 công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài. Trong đó, 72% là nữ, chủ yếu kết hôn với người Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ. Có 78% số phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, có hoàn cảnh gia đình nghèo khó, trình độ học vấn thấp và thất nghiệp sống tại Sài Gòn và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. BBC nhận xét, hoàn cảnh gia đình khó khăn được cho là nguyên nhân chính thúc đẩy phụ nữ Việt Nam dùng hôn nhân, di cư để thoát nghèo. Nhiều cuộc hôn nhân xuyên biên giới của cô dâu Việt đã thành công và họ sống hạnh phúc, nhưng cũng nhiều người đang sống trong hôn nhân bạo hành. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vấn nạn kết hôn giả để đổi lấy quốc tịch và kết hôn với người nước ngoài để thoát nghèo của người Việt. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo Chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.